thực hiện dự án thúc đẩy tiếp cận các kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng nghề cho trẻ em ngoài nhà trường ở Việt Nam. Tại nhà xã hội Long Hải, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, gọi tắt là UNESCO Việt Nam, phối hợp Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, tổ chức khai giảng lớp dạy nghề cho trẻ em và thanh niên ngoài nhà trường. 70 học viên từ 15 đến 18 tuổi là thanh thiếu niên ngoài nhà trường đang sinh sống trên địa bàn huyện Long Điền tham gia khóa học. Trong đó 35 học viên học lớp kỹ thuật chế biến món ăn và 35 học viên học lớp kỹ thuật làm bánh cơ bản. Thời gian học tập mỗi lớp là 120 giờ, tương đương với 15 ngày thực học. Lớp học do cán bộ, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa Vũng Tàu giảng dạy. Đây là hai trong số 7 nghề thuộc dự án thúc đẩy tiếp cận kỹ năng chuyển đổi và kỹ năng nghề cho trẻ em qua nhà trường ở Việt Nam. Học viên tham gia khóa học không chỉ được miễn toàn bộ học phí mà còn được hỗ trợ tiền ăn trưa, đi lại với mức 100.000 đồng một ngày. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn và Địa Vũng Tàu cấp.